Nhanh. Như vậy đối với lại bài này của chúng ta thì các bạn có một số hàm rất là cơ bản. Ví dụ như ở chỗ này người ta để là general thì nó là serial number. Và chúng ta dùng hàm ngày, dùng day và ngày của cái nào thì các bạn phải list chụp vô cái đấy. Tháng. Rồi, các bạn chọn hàm month của serial và năm. Year. Rồi, số thứ tự của ngày trong tuần. Các bạn sử dụng with day. Như vậy trong này nó sẽ có with day, with năm. Rồi work day. Như vậy thì có một số hàm chúng ta hay xài. With day người ta để cái tiếp nè, trả về giá trị 1 đến 7. Của ngày trong tuần. Nếu bạn xài with năm là trả về cái số của tuần trong năm. Một năm mình có bao nhiêu tuần? 52 tuần. Bởi vì là có 31 ngày mà tuần có 7 ngày thôi, cho nên là nó có 52 tuần. Rồi, workday là trả về cái số của ngày trước và sau những cái ngày đặc biệt trong tuần. Tức là nó sẽ bỏ ra những ngày nghỉ, ngày lễ. Đó, gọi là số ngày làm việc. Chú ý nha, số ngày làm việc. Ví dụ trong giấy hẹn của các bạn 7 ngày làm việc. Mà ngày hôm nay tiếp nhận, hôm nay là thứ 5. 7 ngày làm việc là thứ mấy? À, bỏ thứ 7 chủ nhật ra. Bỏ thứ bảy chủ nhật, ngày làm việc thứ bảy là người ta hình như là không tính, cho là bỏ luôn đi. Thì bình thường thứ năm lại là đúng tuần, mà bỏ thứ bảy chủ nhật là phải thứ bảy, mà thứ bảy không có, phải thứ hai. 7 ngày làm việc là phải thứ hai lại mới gặp lại nha. Đúng rồi. Đó, 7 ngày làm việc mà. Nếu chúng ta bỏ thứ bảy chủ nhật thì bây giờ là thứ năm, thì thứ năm lại là đúng ngày đúng không? Nhưng mà thứ năm lại là nó trừ 2 ngày, là phải đến thứ sáu, thứ bảy. Mà thứ sáu nghỉ, thứ bảy nghỉ, từ phía thứ hai lại mới gặp. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ tính ngày làm việc là vậy đó. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ chọn weekday của cái serial này. Thì chúng ta có là ngày trong tuần, và các bạn sẽ có một cái hàm để ghép các cái ngày lại tạo thành một cái ngày chung từ cái dữ liệu 234 là dùng hàm date. Chú ý giùm cho thầy, trong này cái tip này nó hướng dẫn cho chúng ta năm, tháng, ngày và dùng dấu phẩy để phân cách, thì chúng ta phải dùng cho đúng năm, phẩy, tháng, phẩy, ngày. Rồi, đó là cái bài cũ của chúng ta. Dữ liệu nó như thế. Và các bạn format lại là ngày tháng năm để các bạn dễ nhìn. Dễ nhìn ha. Khi các bạn làm Excel, ví dụ như ngày 28 tháng 5 thì nếu sai thì mình biết. Còn ví dụ như là ngày 6 tháng 7 mình không biết sai. 6 tháng 7 và 7 tháng 6 giống nhau, cho nên gõ cỡ nào nó cũng đúng hết. Đó, chỉ có ngày mà lớn hơn 12 thì mình mới thấy là mình gõ sai là nó báo. Rồi bây giờ ngày sinh nhật nè. Như vậy mình sẽ tận dụng lại cái kiểu ghép ngày, cái hàm date để mình tạo ra được một cái ngày tháng năm. Như vậy ngày sinh nhật thì mình cũng sử dụng hàm date. Hàm date này để mình ghép cái gì? Bằng date của năm là năm nào? Là năm nay. Mình phải nói là năm nay chứ không biết năm nào hết. Năm nay là năm 2022 nhưng mà là năm nay. Năm nay thì mình lấy cái năm của năm. Year của năm nay. Năm nay là today. Mở đóng ngoặc. Như vậy là mình lấy được cái năm của năm nay. Được không? Phải tháng. Tháng của ngày sinh, tháng của ngày sinh, phải
ngày của ngày sinh. Ngày của ngày sinh. Như vậy là chúng ta đã có sinh nhật là ngày 6 tháng 12 năm 22. Và còn bao nhiêu ngày nữa đến sinh nhật? Vậy chúng ta sẽ tính là nếu như mà ngày sinh của hồi nãy thầy nói là ngày 9 đi, ngày 9 tháng 10. Vậy hôm nay là ngày 6, mình biết còn bao nhiêu ngày nữa là mình lấy ngày 9 trừ ngày 6. Có nghĩa là mình lấy ngày sinh nhật trừ cho ngày hiện tại thì nó sẽ bằng ngày sinh nhật trừ cho ngày hiện tại. Rồi, nó ra con số là kiểu ngày, chỗ này mình không có để con số kiểu ngày mà mình chọn nó lại là general. Như vậy thì ở đây ngày 6 tháng 12 thì bạn này còn đến 61 ngày nữa mới đến sinh nhật, còn lâu. Rồi, bạn ngày 10 tháng 10, 4 ngày nữa. Vậy hai số âm có nghĩa là gì? À, đã qua rồi. Đúng không? Tức là sinh nhật năm nay là xong rồi đó. Sinh nhật năm nay là hết cơ hội rồi. Phải chờ năm sau thôi. Cho nên bạn nào mà ký nói là mình là óc cá vàng, não cá vàng thì về lo lập cái bảng này lên. Đúng không? Ai mà não cá vàng thì lập cái bảng này lên. Với Hồng, với Cúc, với Na, với Huệ ngày nào chứ không để quên á. Không, có ai mà có nhiều ngày quá phải nhớ không? Nhiều khi là 24/6, 357 nữa không nhớ nữa. Được chưa? Như vậy thì mình tận dụng cái hàm đếp thôi. Là năm nay, tháng là tháng sinh, ngày là ngày sinh. Như vậy mình có được ngày sinh nhật của năm nay. Rồi giải xong rồi có ai ồ à gì không? Quá dễ phải không? Trời, mình cứ tưởng khó, hóa ra là có dạy. Hả? Thì lấy ngày hôm nay trừ cho ngày sinh nhật. Lấy ngày sinh nhật trừ ngày hôm nay chứ. Ngày sinh nhật trừ ngày hôm nay. Ví dụ như bạn ngày 10 tháng 10 nè, thì còn 4 ngày nữa. Rồi. Như vậy thì chỗ này bạn có thể dùng cái thang ở trong cái scale để cho nó báo cho mình biết là ngày sinh nhật sắp đến. Mình sẽ có cách xử lý ha. Đó. Mình có cách để mình xử lý nha. Ví dụ như vậy. Tùy theo các bạn muốn đặt cái lịch thế nào, có thể là mình đặt theo dùng cái hàm để mình đặt cái lịch ở đây. Ngày sinh nhật trừ today. Rồi tương tự như vậy, ở dưới này người ta cho serial của thời gian. Serial của thời gian thì chúng ta dùng hàm giây, hàm phút, hàm giờ, second, minute, hour và hàm time để kết hợp lại. Hàm time để kết hợp lại ba cái dữ liệu đó thành cái giờ, phút, giây. Đúng rồi, hour. Giờ bạn sử dụng hour. Rồi, biết cách làm ngày sinh nhật rồi thì kết hợp với lại gửi thư của mình hôm trước. Ví dụ cứ đến đợt sinh nhật của hàng tháng còn mấy ngày nữa là mình cho gửi thư tự động chẳng hạn đến khách hàng, hoặc là gửi voucher đến nhân dịp sinh nhật, xin chúc mừng, gửi voucher. Đấy, như vậy thì Excel là công cụ cũng đã quản lý được rất là tốt cho công việc của mình.